Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay hiện tại thì mình đang mặc cái bộ trang phục Tuyết Nhi nhá. Ui, đậu xanh một đứa trong nhà này. Ok, một đứa ở ngoài nữa này. Úi dồi ôi, em ơi, chạy đâu vậy Hải em ơi? Ok, đã xong. Vậy là mình đã có được hai mạng đầu tiên. Ủa ơi, nữa hả? Ok, xong luôn. Và đây chính là mạng thứ ba mà Kẹo ăn được ở trong cái bản đồ này. Phải nói là nó quá là easy phải không nha em ơi? Ok, hiện tại thì mình đang dùng cái combo súng đó là Famat cộng với P90. Nói chung là cứ combo súng một súng trường cộng với một súng tiểu liên là nó đã quá là ổn rồi nhá anh em nhá. Bình thường là mình hay chơi cái combo súng nó như vậy thôi. Chạy qua đây coi nào. Hiện tại thì ở cái khu vực thung lũng này mình mới chỉ có được là 3 kill. Thử lượn lờ coi xem là thung lũng còn ai nữa hay không nhỉ mọi người. Lượn lờ qua phía này coi nào. Còn lại là 33 người chết nữa hả? Đây mình lên tròi và chúng ta đã có được thêm một cái băng đạn level 3. Nào mình sẽ chạy vào trong một xíu nào. Ở chỗ này thì chúng ta đã có được thêm cả một cái giáp level 2 nữa. Ngon quá rồi nha em ơi. Chạy qua đây coi nào. 31 người chân nữa hả? Thử lượn lờ qua phía này coi. Úi dồi ôi, chưa thấy ai. Thung lũng ngày hôm nay lại hơi bị vắng mọi người ơi. Chắc là có 3 đứa thì mình đã kill cả 3 đứa rồi. Nên là bây giờ có thấy ai nữa đâu. Có lẽ là chúng ta sẽ phải chạy lên phía cổng trời thôi. Thung lũng hết người nên là chạy lên cổng trời, nó là một cái sự lựa chọn hợp lý. Ok ngon, lại có thêm được một cái tay súng level 3 nhá. Ở đây nó có một cái nấm này. Thôi nha em ơi, đấy là mình nhầm thôi, các bạn là mình không để ý cái vạch EP. Chứ còn là hiện tại thì mình đã có là 200 EP rồi. Thế nên là làm gì mà ăn thêm được nấm nữa. Mình sẽ chạy lên phía trên này coi. Hello, trên này có ai không vậy? Bây giờ là chưa thấy ai đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là một xíu nữa thôi, chúng ta sẽ thấy được những thanh niên ở trên khu vực cổng trời này. Chạy vào thử trong nhà luôn nhỉ. Ui, trong nhà không có gì cả mọi người ơi. Ở ngoài này nó là một cái nâng cấp giáp này. Ok nhá, vậy là mình đã có được một cái giáp level 3. Mũ 3 rồi. Ba lô level mấy mình không để ý nữa anh em ơi. Và đây cả ba lô mình đang dùng nó là một cái ba lô level 2. Úi dồi ôi, chạy ra ngoài này nhưng mà vẫn chưa có thấy ai cả. Có lẽ là mình sẽ lấy tạm con xe này, mình chạy đi săn người nha các bạn. Lái xe luôn nào. Hello, ngoài này có ai không vậy nhỉ? Ngoài này mình chưa thấy ai cả luôn. Ôi ôi, mình lái xe hơi ngáo nên là lúc nãy nó có lật xe một xíu nha. 20 người chân nữa hả? Nào để xem là 20 thằng còn lại đang ở đâu. Thì mình sẽ kêu từng đứa một luôn. Đừng tưởng là anh phải sợ các chú nha. Úi dồi ôi anh em ơi, phi xe hơi ngáo nên là tông cả một gốc cây luôn. Chạy lên trên này con nào. 19 người chân nữa hả? Ok để coi. Ở đây xem là chúng ta sẽ có gì nào. Ui, nào, ra gai mình kia vậy hả? Hôm sau này thì chúng ta sẽ có được thêm một số đạn tiểu liên. Cũng như là mình vừa đổi qua được ngay một khẩu súng là MP40. Khẩu này là mình chưa quen hơn P90. Với lại thì mình thấy là dùng cái khẩu súng MP40 sấy nó thích hơn P90 rất là nhiều. Úi dồi ôi, không hiểu sao là các thanh niên trong cái trận đấu này các bạn ấy chạy đi đâu hết cả rồi. Thế nên là bây giờ mình vẫn chưa thấy ai này.
từ cái lúc mà hạ gục ba thiên nhân ở thung lũng là không thấy một ai cả luôn. Không hiểu sao. Kìa kìa, rồng bay thấp vậy. Ui, nó bay thấp vãi trời nha em ơi. Mình sẽ chạy theo cái hướng này một xíu này. Rồng hả em ơi? Bắn rồng không có được. Chúng ta sẽ chạy lên phía trên này con nào. Ở phía SE này. Đó, có một lối vào cổng trời. Ui, Thính mới rơi kìa mọi người. Chạy qua Thính luôn. Và sao phải ngại nhỉ? Có Thính mới này, ngon quá cơ. Đây rồi nha em ơi, Thính mới này. Chuẩn bị rút Thính thôi nào. Ui, có ngay cô ra. Quá đã luôn. Cái này theo như mình đánh giá, nó là một cái khẩu súng xịn sò nhất game rồi nha em ơi. Nên là chơi game không đã mới lạ. Chạy xuống phía dưới này thử coi nào. Ui, đây mình sẽ lao thẳng xuống phía Epic Game nha. Ui, thanh niên, làm gì ở đây vậy hả em ơi? Đứng lại nào em ơi. Đây, anh dựng sẵn tường băng nhé. Cái đội xanh em ơi. Ui, cái đội xanh em ơi. Rất là dễ thì mình đã có được mạng thứ tư rồi nha. Ok, có khá là nhiều những cái trang bị này. Bây giờ thì mình sẽ trang bị ống ngắm 1x vào luôn khẩu súng Oza nha. Ngon. Trang bị nào thừa thì mình sẽ vứt đi để cho nó rộng ba lô. Lên xe cái nào mọi người. Trong cái bài đấu này hiện tại chỉ còn lại có 12 người chơi nữa mà thôi anh em ơi. Đây mình sẽ chạy xuyên qua phía xưởng cơ khí luôn. Chạy xuống dưới này thì có nào. Ui, máy bay đang bay hả? Bay căng bay hả em? Đây mình sẽ lên trên tháp đồng hồ một xíu nha. Phi xe lên nào. Úi dồi, anh em thấy phi xe nghệ thuật không? Không bị mắc kẹt vào mấy cái thùng nhá. Bây giờ là còn lại 10 người chơi nữa. Một con số vô cùng là tròn trĩnh. Anh em nghĩ là mình sẽ nên chạy theo cái phía nào đây? Ở trong này là khu doanh trại. Tôi nghĩ là ở doanh trại sẽ không có ai đâu. Ui, cái đậu xanh. Số lượng người chơi trong trận đấu này ngày càng giảm đi đáng kể. Bây giờ chỉ còn lại có 9 người chơi nữa. Như này thì làm sao mà mình có thể là ăn được nhiều kill? Chúng nó lại tự kill nhau hết rồi cơ. Không có một ai các bạn ơi. Uầy, lại thêm một thanh niên nữa. Phải lên bảng điểm số. Mình không hiểu là tại sao mà cái khu này nó lại vắng như vậy. Chạy mãi nhưng mà có thấy ai đâu. Chúng ta sẽ lên trên phía này nha anh em ơi. Đây là làng gốm nhá. Ở làng gốm cũng không thấy người. What the hell, cái động xanh. Người đâu hết cả rồi vậy. Mình sẽ phi thẳng theo cái lối này coi. Ui, 8 người chân nữa. Đâu rồi nhỉ? Không thấy một ai các bạn ạ. Anh em đã thấy mệt mỏi chưa? Tôi là hơi bị mệt mỏi. Đơn giản là chạy xe mãi nhưng mà có thấy ai đâu. Chạy xe lên trên này con nào anh em ơi. Lên luôn và sao phải ngại nhỉ? Let go. Ở đây mình chưa thấy ai các bạn ơi. Ui, gì đây, gì đây? À đủ, Kelly vàng hả em? Ok, đã xong nhá. Mình đã có được mạng thứ 5, khá là dễ anh em ơi. Bắn có vài cái thì bạn này đã rời khỏi trận đấu. Công nhận là đồ ngon thần.
Ok, lên xe nữa nào. Còn lại có 6 người chơi nữa thôi nha em ơi. Chúng ta sẽ chơi cẩn thận một xíu để lấy top 1 luôn. Phía trên này thì sao nhỉ? Ấy không hiểu sao. Ngày hôm nay là ở trên khu cổng trời này, mình chưa có thấy thêm một ai nữa. Uầy, mình đã có tận 19 mắt xem rồi cả. Đông người xem quá nhỉ. Chạy xe xuống phía dưới cơ nào. Còn lại 6 thằng nữa nha. Hello, ở đây có ai không vậy? Ui, lái xe hơi ngáo xíu mọi người ạ. 5 thằng nữa đâu rồi? Bo thì ngày càng thu nhỏ nhưng mà cái việc kiếm người vẫn đang rất là khó khăn. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ là bo nó thu nhỏ lại hơn nữa. Mệt mỏi quá cơ. Chạy xe như một thằng điên. Nhưng mà kiếm người thì kiếm mãi chưa thấy thêm một thanh niên nào nữa cả. Hôm nay nói chung là mình chỉ than vãn về cái việc là chạy mãi nhưng mà không thấy người. Kiểu này chắc là tựa game Free Fire của chúng ta ấy sẽ cần cho cái map đảo quân sự này lên 60 hoặc 70 người chơi. Trong một trận đấu thì cái việc kiếm người nó sẽ rất là dễ dàng. 4 người chơi nữa hả? Ok, chúng ta sẽ chạy thử qua cái thứ ở đây coi. Hello, ở đây có ai không vậy? Không có ai cả. Thính thâm ngoan thế này cơ mà. Lại không có ai hả? Đây, mình sẽ chạy lên trên này một xíu này. Úi dồi ôi, lái xe hơi ngáo nên là đâm cả vào tảng đá luôn. Uầy, mình lại đang ở trong cái vườn NG. Mình sẽ phải chạy ra ngoài cái đã. Ok, cứ ra khỏi vườn NG cái đã. Ui anh em ơi, lại lái xe ngáo rồi. Mình đi xe là thói quen của mình là cứ ga hết cỡ luôn. Lái xe chạy cho nó nhanh. Qua đây thử cái nào. Mình sẽ chạy qua cái cầu vàng này luôn. Qua phía bên đập thủy điện coi. Xem là có người hay không. Hello, ở đây thì sao nhỉ? Úi dồi ôi, cậu ông lại chạy đâu hết cả rồi. Thật sự luôn đấy mọi người ạ. Người đâu, người đâu? Ôi, ở đây cũng không có người. Úi dồi ôi. Ơ nha em ơi, xe cổ này là mình lái xe ngu. Và xe này bị mắc kẹt rồi nha em ơi. Thử gỡ xe cái nào. Không gỡ xe được. Lái ngu kiểu này chắc là chịu thôi nha em ơi. À, nhảy thử lên nóc nhà chơi luôn. Đó, lên nóc nhà này chơi cũng vui mà. Người đâu? Còn lại 3 thằng nữa này. Để coi là 3 thằng nữa đang ở đâu. Uầy, người đâu vậy anh em ơi? Không thấy người đâu các bạn ạ. Uầy, lại có thêm một người chết nữa. Thế là bây giờ chỉ còn lại có 2 thằng nữa trong cái ván đấu này mà thôi anh em ơi. Cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến là 33,33% rồi nha em ạ. Đấy, phần trăm nó lại lẻ như vậy cơ. Trên này thì sao nhỉ? Chưa thấy ai cả. Đang khá là yên tĩnh anh em ơi. Khu này nó cho tôi một cái cảm giác vô cùng là yên bình. Mặc dù bo đã khá là nhỏ rồi. À kia, thấy người chính em ơi. Ui, ok, rất là nhanh thì mình đã có được mạng thứ 6 nhá. Bây giờ là chỉ còn lại có một thằng cuối cùng nữa mà thôi nha em ơi. Cố gắng kill nốt thằng cuối cùng là chúng ta đã có thể là giành được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi. Ok nhá, cuốn cho đầy máu luôn. Chơi game cho nó tự tin công ạ. Hello, ngoài này không thấy một ai nữa. Chạy thử qua phía này coi. Uầy, mình vẫn chưa thấy ai các bạn ạ. Ơ kìa,
Úi dồi ôi, thanh niên cuối cùng kìa. Úi dồi ôi, em ơi, chạy hả? Ok, và cần nhân gấp luôn. Anh em ơi, chiến thắng rồi nên là bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng nào. Đó, nhảy ăn mừng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.